Trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 hẳn mãi đậm nét trong tâm trí của những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa từng trực tiếp tham chiến, trong tâm trí của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và của người dân Việt và cả thế giới yêu chuộng tự do và hòa bình. Nhân ngày kỷ niệm này, Nguyên Hạm trưởng Vũ Hữu Sang, chỉ huy khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ4 trực tiếp tham chiến trong trận đánh đó, bày tỏ xúc động như sau. Hồi hồi nhớ lại Hoàng Sa thì bạn đồng ngũ đã ra đi. Nhớ các bạn đã hy sinh trong lửa đạn, những anh em trong tác chiến ngoài ổi súng, đài chỉ huy, việc phòng tai, cứu hỏa, kỹ thuật. Chúng tôi đến giờ này vẫn nhớ đến anh em, và chắc là mọi người khi hồi hồi mà đọc lại thì cũng thấy là ngay ở phía bên Trung Cộng nó cũng bực mình cái khu trục hạm Trần Khánh Dư của chúng tôi lắm, là vì nó có ghi rõ là quân ủy trung ương của chúng nó có cả Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Diệp Kiếm Anh, Đặng Tiểu Bình, Hứa Thế Hữu họp nhau liên miên trong vòng cả bao nhiêu ngày để mà làm cái kế hoạch tiêu diệt khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ4 của chúng tôi. Nhưng giữa lửa đạn đó bị vây bởi cả cái hạm đội Trung Cộng, chúng tôi vẫn oai nghiêm một cách vững vàng đi ra khỏi lửa đạn đó. Trong số những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hy sinh, có hạm trưởng Ngụy Văn Thà, chỉ huy chiếc hộ tống hạm Nhật Tảo HQ10, để lại nỗi tiếc thương cho thân nhân bằng hữu, nhất là những bạn đồng khóa với ông. Một trong những người đồng khóa và thân thiết với hạm trưởng Ngụy Văn Thà là sĩ quan hải quân Nguyễn Tạ Quang, bày tỏ nỗi tri âm khóc hận ấy như sau. Anh Nguyễn Văn Thà với tôi là bạn cùng khóa, tức là khóa 12 sĩ quan hải quân Nha Trang. Chúng tôi nhập học năm 1963 và đến năm 1965 chúng tôi ra trường. Ngoài cái vấn đề tình đồng khóa đó, tôi với anh hai người bạn rất là gần gũi và thân nhau. Khi trận Hoàng Sa đó nó xảy ra, tức là vào ngày 19 tháng Giêng năm 74 đó, thì lúc đó chúng tôi đang ở dưới Cần Thơ, gọi là vùng 4 sông Ngòi hay là hạm đội 4. Thì lúc đó anh Thà anh đang đi hạm đội, tức là anh đang đi tàu. Thì khi mà chúng tôi nhận được cái tin đó qua cái trung tâm hành quân đó thì rất là xúc động, theo dõi cái trận đó từng phút từng giây một. Và những khi mà biết được anh đó đã hy sinh theo tàu thì thực sự lúc đó mặc dù là một quân nhân nhưng mà trong anh em cũng có cái tình đồng khóa, nó cũng thân tình như những cái người ruột thịt trong cùng mà cha mẹ sinh ra đó. Thực sự tôi xúc động vô cùng, và hầu hết những anh em mà trong khóa nó không cầm được nước mắt, vì rằng tình anh em nghĩa là sống với nhau 2 năm tại quân trường và ra ngoài cũng sống với nhau nữa. Thành tôi thấy đó là một cái sự mất mát lớn lao cho anh em bạn cùng khóa đối với anh Nguyễn Văn Thà. Tôi cũng xin thưa một điểm thế này là trong cái thời điểm đó đó thì chúng tôi rất là hãnh diện đối với anh Nguyễn Văn Thà, vì anh Nguyễn Văn Thà đã là một sĩ quan hải quân và quân chủng hải quân của chúng tôi đó. Đó là một cái trận chiến duy nhất mà có một người hạm trưởng và anh ấy đi theo đúng cái truyền thống là anh ấy chết theo chiến hạm. Và cái sự hãnh diện của chúng tôi cũng như là cái sự tiếc thương bạn bè không bao giờ chúng tôi quên được. Và hàng năm chúng tôi cũng đều tổ chức những cái ngày họp khóa anh em lại, và chúng tôi cũng tưởng niệm đến những anh em đã khuất, trong đó có anh Nguyễn Văn Thà. Thưa quý vị, trận hải chiến Hoàng Sa diễn ra cách nay khá lâu, đã 37 năm qua. Nhưng ý nghĩa lịch sử của nó sẽ khó nhạt nhòa ở người dân Việt có tâm huyết với đất nước, vốn đang âu lo hiểm họa phương Bắc ngày càng đe dọa đáng ngại đến sự tồn vong của quê hương Việt Nam. Nhân thời điểm kỷ niệm này, luật sư Nguyễn Thành, chuyên gia về luật biển Liên Hiệp Quốc, điều phối viên của Ủy ban Công lý và Hòa bình cho Hoàng Sa và Trường Sa, trụ sở tại Florida, Hoa Kỳ, nhận xét về ý nghĩa đó như sau. Chính vì cái ý nghĩa lịch sử của Hoàng Sa đó là bảo vệ chủ quyền, dù rằng lực lượng hải quân rất là yếu ở trong cái tình trạng của Việt Nam Cộng Hòa năm 74, nhưng mà vẫn chống lại hải quân Trung Quốc như thường. Thì chúng tôi trong San Jose ngày 2 tháng Giêng này là chúng tôi phát huy cái tinh thần đó. Ngày xưa có súng đạn thì bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa. Ngày hôm nay chúng ta mất nước rồi thì chúng tôi bảo vệ cái chủ quyền Hoàng Sa bằng luật biển Liên Hiệp Quốc, bởi vì Hà Nội đang toan tính giao đất cho Hoàng Sa, Trường Sa và một phần lớn miền Bắc Việt qua 2 cái hồ sơ mà họ nộp cho Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi phát huy cái tinh thần bảo vệ chủ quyền bằng mọi giá từ trận Hoàng Sa tới ngày hôm nay. Trong khi Cộng sản bán nước thì anh em giữ cái Hoàng Sa, Trường Sa năm đó mà tàu rất yếu, và ngày hôm nay chúng tôi cố gắng ngăn chặn 2 cái hồ sơ của Cộng sản tại Ủy ban Thềm Lục Địa Liên Hiệp Quốc trong cái ngày lễ 22 tháng Giêng này. Hạm trưởng Vũ Hữu Sang nhận xét về ý nghĩa lịch sử của trận hải chiến Hoàng Sa theo cái nhìn của một nhà quân sự. Ý nghĩa lịch sử thì nó có tầm quan trọng trong lịch sử ghê gớm lắm, nhất là đối với lại những người như chúng tôi. Thứ nhất, về hải quân và quân đội, đây là lần đầu tiên mà ở Đông Nam Á có một cái trận chiến, và đặc biệt là Việt Nam. Trận chiến đó xảy ra ở giữa biển và lại là một nước nhỏ,
đánh với một nước lớn nhất của Á Châu, và hiện bây giờ là họ đông dân nhất ở trên cái trái đất này. Cái trận đánh tiêu biểu cho toàn dân, mà đặc biệt là vì chúng ta có cái câu là giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh đó. Thì chúng tôi là một người lính, vậy thì chúng tôi đánh, và lịch sử sẽ ghi những cái dòng như vậy. Tương tự chính phủ cũng làm mà tuyên cáo, rồi báo chí cũng loan tin. Chẳng hạn Đài Phát Thanh nói sáng hôm nay khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ4 giữa vòng vây Trung Cộng đã nổ những phát súng đầu tiên, và sau cùng lực lượng hai bên đều thiệt hại, chúng tôi sẽ loan tin tiếp, vân vân và vân vân. Rồi khi chúng tôi được về bến rồi đó thì có anh em ca nhạc sĩ làm những bản nhạc, chẳng hạn như là HQ4 đánh chìm tàu Trung Cộng, rồi đến những bài báo có cái tính cách sau này đó là chứng liệu của lịch sử. Chúng ta là người đầu tiên dám đánh với thằng tàu xâm lược bằng những chiến hạm, mà chiến hạm sát bằng những cái chiến hạm lớn mà ở xa ngoài biển tới 400-500 cây số đó. Rồi chúng ta có thể nói biến cố Hoàng Sa là một cái lịch sử, là vì nếu mà không có cái vụ mà hải chiến đó thì lịch sử nó đâu có ghi cái gì ở trong cái khoảng năm 1974 về cái vụ đánh nhau với tàu. Và nhất là chúng ta có cái chứng cứ rõ ràng để sau này biết rằng là hải quân, đặc biệt là hải quân Việt Nam Cộng Hòa, vì chủ quyền của nước ta mà dám đương đầu với lại một cái thế lực mạnh hơn là hải quân Trung Cộng. Hải chiến Hoàng Sa đối với chúng tôi là một trong những chuyện mà chúng ta đã phát huy cái tinh thần bảo vệ chủ quyền. Và cho đến tận ngày nay thì chúng tôi cũng nhận thấy chúng ta không thể nào mà quên được là kẻ thù phương Bắc cả mấy ngàn năm bây giờ vẫn vậy thôi. Tối hậu của dân Việt Nam là phải đánh với họ, là phải giữ chủ quyền của mình. Lúc nào chúng nó cũng lăm le để nó tìm cách nô lệ hóa dân ta. Thì chúng ta phải khẳng định giữ vững cái tinh thần đó, giữ vững cái tinh thần đại khái như hải chiến Hoàng Sa, để mà hỗ trợ, để mà tiếp tay cho những người dân Việt yêu nước tranh đấu và giành lại cái giải đất hiện bây giờ đang thuộc Cộng sản và Biển Đông đang mất dần vào tay Trung Cộng. Thưa quý vị, có lẽ nhân dịp này, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng lớn nước Việt Nam, câu hỏi cần được nêu lên là biển đảo Việt Nam do tổ tiên để lại được nhà cầm quyền Hà Nội bảo vệ ra sao? Hạm trưởng Vũ Hữu Sang cho biết. Chúng tôi rất là buồn là vì với tư cách một người lính á, tôi thấy rằng là giặc đến nhà đàn bà phải đánh như là tôi đã nói vậy, mà nó đã vô trong nhà mình, nó giết cả người mình. Mọi người ở trên thế giới này đều thấy, đâu phải chỉ dân Việt Nam, mà dân thường thôi họ chả có làm cái gì mà cũng bị tụi Trung Cộng giết. Bây giờ đó nó không cho đánh cá, rồi nó chặn đường đi, rồi nó làm đủ mọi thứ hết, mà không phải một lần mà đã xảy ra nhiều lần như vậy. Tôi nhớ trước hải chiến đó đấy, một ngày trước, hai ngày trước, chính tôi từng bắn nó để mà đe dọa nó rồi. Tôi đã từng dùng tàu tôi tông bể đài chỉ huy của một cái tàu địch, vì vậy mà nó lùi ra. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta làm mạnh thì nhất định là thằng tàu nó sẽ lùi lại. Và tôi rất bực mình với lại nhà cầm quyền của Hà Nội không phản ứng gì hết. Một câu hỏi khác cũng cần được nêu lên là cuộc hải chiến Hoàng Sa có thể giúp mang lại bài học như thế nào? Hạm trưởng Vũ Hữu Sang nhận định. Hoàng Sa 1974 là nhất định phải đánh rồi, chả có thể nào lui được hết đó. Đất của mình nó xâm phạm, đất của mình nó vô nó chiếm, lúc đó nó đã chiếm mất 3-4 đảo rồi. Thì riêng khu trục hạm Trần Khánh Dư của tôi với là nhân dân cư của tôi đã tự dùng thành phần nhỏ bé vậy đó mà chiếm lại được một đảo. HQ-16 cũng đã mang quân lên giữ được một đảo, và đến cái lúc chúng tôi muốn chiếm lại đảo Duy Mộng và đảo Quang Hòa thì không có làm được, vì lý do lúc đó điều động các chiến hạm đến không đúng lúc, đáng nhẽ phải cả 4 chiếc chiến hạm đều vây vào cái chỗ đó thì mình mới có hy vọng lấy được đảo. Cái việc đó đã không làm được. Không làm được giờ này tôi vẫn nghĩ rằng là chúng ta có những chuyện mà chúng ta cần phải học. Thì nhân cái ngày tưởng niệm này cũng vậy, vì cái người ta đã chết rồi, bây giờ đó chúng ta phải cứu cho những người mới bằng cách rằng là phải học hành, phải nghiên cứu lại, phải biết tại sao mà lại xảy ra những cái chuyện như vậy. Riêng hải chiến Hoàng Sa thì chúng tôi suy luận rằng là trong tương lai rồi cũng sẽ lại có những cái chuyện như vậy xảy ra, là vì tụi tàu không bao giờ ngưng việc chiếm Biển Đông. Chính phủ, quân đội hay là hải quân phải biết rằng là muốn chiến thắng thì phải gửi xung lực. Không thể nào mà chúng tôi chỉ có 4 chiếc chiến hạm trong tổng số mấy chục chiến hạm mà đại diện ra tham chiến ở ngoài đó. Có thể là phải gửi nhiều hơn, phải đưa toàn thể ra để làm một công tác quan trọng.
mệnh của đất nước như vậy. Chúng tôi cũng buồn là không quân không có bay ra Hoàng Sa và các bạn đã mất cái dịp có mặt trong quân sự của Việt Nam. Tôi cũng buồn cho các chiến hạm Việt Nam không được gửi ra ngoài đó để mà tham chiến và các bạn cũng không có tên trong cuốn hải sử. Mà đánh nhau đó thì phải dốc toàn lực cả hải lục và nhất là không quân. Cần thì phải toàn dân chiến đấu. Ở Hoàng Sa chúng tôi vô cùng cô đơn. Chúng tôi được phép là vì trong cái tuổi đã già yếu rồi, chúng tôi phải nói lên cái lời cuối của chúng tôi để mong rằng là trong cái thế hệ tương lai học hỏi. Thưa quý vị, cuộc hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng năm 1974 ấy có lẽ khiến người dân Việt liên tưởng tới di chúc của vua Trần Nhân Tông cách đây 700 năm để lại cho con cháu rằng các người chớ quên nước lớn thường làm trái đạo, quả muôn đời của ta là Trung Hoa. Họ không tôn trọng quy ước và biên giới, luôn bày đặt chuyện để gây hấn, không thông tính thì gặm nhắm đất đai của ta. Vậy các ngươi phải nhớ lời ta dặn, một tấc đất cũng không để lọt vào tay kẻ thù. Đấy là di chúc cho con cháu muôn đời. Liệu di chúc thiêng liêng đó có được con cháu hữu trách trong nước làm đúng với ý của ngài hay không? Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Hãy bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh và ấn vào chuông bên cạnh để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.